Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Liễu Tàn Dương, Cửu Dương Chí Tôn, qua phần diễn đọc Chương Diệu. Khi cảm nhận được mọi nguy biến đã qua, gã cô độc thán phục liếc nhìn Quyền Xuân Thu dẫn thi triển khinh công chạy cạnh gã. Tại hạ không ngờ thân thủ các hạ lợi hại thế này, đa tạ các hạ đã bạc đao tương trợ. Quyền Xuân Thu cười cười nhìn lại gã và nói: chính bản lãnh của các hạ mới khiến cho tại hạ bất ngờ, chẳng hay các hạ có điều gì cảm thấy đã đến lúc cần nói với tại hạ chưa? Gã cười nhẹ nói: nếu các hạ nghĩ đã đến lúc tại hạ phải đưa ra lai lịch hoặc nói về nguyên ủy của mối thù giữa tại hạ và lão tặc thì chưa đâu, nhưng giữa chúng ta thì có điều cần nói đó. Quyền Xuân Thu không cười nữa. Các hạ ngạc nhiên vì phát giác tại hạ có thể phá trận La Hán. Gã cũng không cười. Thiếu Lâm phái luôn tự hào về La Hán trận, đâu thể phá dễ như các hạ vừa thực hiện. Quyền Xuân Thu gật đầu: các hạ nói như thế quả là không sai. Và đừng vì thấy tại hạ phá dễ mà nghĩ xuất thân võ học của tại hạ có liên quan đến Thiếu Lâm. Kỳ thật chúng ta đã bỏ chạy, đúng không? Chứng tỏ Thiếu Lâm phái có đủ mọi yếu tố cần thiết để luôn luôn tự hào về La Hán trận. Là không thể hiểu ẩn ý của Quyền Xuân Thu qua lời nói vừa rồi. Các hạ muốn nói chúng ta thoát thế này chỉ nhờ may mắn. Quyền Xuân Thu thật tâm thừa nhận: đúng vậy, vì nếu họ có thêm chỉ hai tăng nhân nữa thôi, đừng nói là hai chúng ta, dẫu có thêm một vài nhân vật nữa cùng hợp lực, tất cả chúng ta đừng mong mà thoát trận. Bây giờ gã cô độc mới hiểu, nghĩa là tiểu trận La Hán vừa rồi đã bị khiếm khuyết nhân số, cho nên các hạ mới dám mạo hiểm xông vào giúp tại hạ. Quyền Xuân Thu tủm tỉm cười nói: dĩ nhiên tại hạ đâu đủ bản lãnh đương đầu với một tiểu trận La Hán. Nếu được đúng chính đệ tử của phái Thiếu Lâm thiết lập, do vậy sau này nếu các hạ không ngừng lạm sát, vẫn cứ để cho phái Thiếu Lâm tình cờ đối mặt như ngày hôm nay, nên nhớ họ mà đủ chính người, các hạ đừng mong thoát khỏi. Gã chợt dừng lại: tại hạ cũng đâu có muốn đối đầu với họ, chỉ tại họ đa sự tự ý xen vào mà thôi. Đa tạ các hạ đã ứng cứu. Nhắc đến họ, tại hạ chợt nhớ đến kẻ vẫn lén bám theo tại hạ, vẫn đinh ninh đấy chính là Chu lão tặc. Quyền Xuân Thu cũng dừng lại cách gã không xa và nói: Chu giáo chủ vẫn đang tọa quan, các hạ nếu không thể minh chứng điều ngược lại, xin đừng vì thế mà cố tình tạo thêm nhiều sát nghiệp, chỉ hại cho bản thân. Gã cười lạc: trừ phi Chu mộ hiệp chịu xuất đầu lộ diện, sau đó nạp mạng cho tại hạ, nếu không cứ gặp một giáo đồ cửu âm giáo là tại hạ giết một, gặp hai giết hai, cho đến khi nào Chu mộ hiệp chịu xuất đầu lộ diện mới thôi. Các hạ quên rồi sao? Sách quyết câu hồn chính là tại hạ. Bỗng có tiếng cười lạnh vang đến, thật ngông cuồng và cũng thật quá đáng khi tự xưng là sách quyết câu hồn. Phương hướng xuất ra chuỗi âm thanh lạnh lùng đó thật mơ hồ bất định, khiến cho Quyền Xuân Thu nhìn gã cô độc và gã cũng nhìn Quyền Xuân Thu. Sau đó dù cả hai đã ngưng thần nghe ngóng, nhưng khi chuỗi thanh âm lại phát ra, họ vẫn không thể nhận định chuẩn xác phương hướng phát âm. Chu mộ hiệp dù chưa là hạng cao nhân uy đức song toàn, nhưng cũng chưa có hành vi bất chính nào. Người thị vào đâu tự xưng là sách quyết câu hồn với những hành vi quyết đối đầu với Chu mộ hiệp? Gã cao mặt bật lên câu hỏi: tôn giá là ai? Quan hệ thế nào với Chu mộ hiệp? Nếu đủ đảm lược
Hải Mao hiện thân cùng tại hạ luận bàn. Thay vì cứ giả thần giả quỷ, buông lời hàm hồ bên vực cho Chu Mộ Hiệp, lão thất phu. Chuỗi thanh âm đổi thành giọng ngạo nghễ. Đến nơi ta đang ẩn thân, ngươi cũng không thể phát hiện. Giả như ta thật sự có liên quan với Chu Mộ Hiệp, ngươi đủ bản lãnh đoạt mạng ta cho xứng với bốn chữ sách quyết câu hồn ngươi tự xưng chăng? Đấy mới là những lời hàm hồ thật khó nghe của ngươi đó. Cả giận đến run cả người, toàn động thân lùng sục khắp nơi, quyết tìm cho ra chỗ ẩn thân của nhân vật bí ẩn đã cố tình khích nộ gà. Chợt gã nghe Quyền Xuân Thu thì thào thật nhỏ: hãy tiếp tục đối đáp thêm vài lượt nữa đi, đừng để bị kích nộ, tự làm kế của đối phương. Gã hiểu Quyền Xuân Thu không thể ngẫu nhiên dặn như thế, và gã đã phá lên cười. Giấu đầu giấu mặt như lũ gian, tôn giá không cảm thấy hổ thẹn ư? Nhưng thính lực của nhân vật nọ thật đáng sợ. Tiểu tử kia là Quyền Xuân Thu. Đừng ngỡ ta không biết người đang cố tình dò la nơi ta ẩn thân. Hãy tự lượng sức và nên ngoan ngoãn tự lui đi. Đừng để ta vì xem ngươi là đồng bọn của sách quyết câu hồn, có thể sẽ vô tình đưa ngươi vào quỷ môn quan cùng gã đó. Như bị chạm nọc, Quyền Xuân Thu bật khoát, khẩu thuyết vô bằng. Nếu tôn giá đủ bản lãnh thực hiện như lời vừa đe dọa thì cứ hiện thân, cần gì tìm cách khích nộ để cho tại hạ bỏ đi, để chỉ còn lại một mình tôn giá và bằng hữu của tại hạ là sách quyết câu hồn. Quyền Xuân Thu động nộ, đấy là điều làm cho gã cô độc lấy làm lạ. Vì qua mọi lời đối đáp vừa diễn ra, nhân vật bí ẩn như chỉ muốn đối phó chủ yếu với một mình gã là sách quyết câu hồn mà thôi, tạm thời đâu có liên quan gì đến Quyền Xuân Thu. Vì thế gã kinh ngạc nhìn Quyền Xuân Thu, tỏ ý muốn hỏi vì sao lại thế. Nhưng vừa nhìn Quyền Xuân Thu thì gã bỗng nhiên kinh ngạc. Do lúc sắc diện của Quyền Xuân Thu tuy giận dữ nhưng hai mắt lại cứ nháy liên tục như thể muốn ám thị gã điều gì đó. Gã không hiểu toan hỏi thì chợt nhìn thấy một bàn tay của Quyền Xuân Thu nhúc nhích mấy động. Gã nhìn vào năm ngón tay đó và thấy Quyền Xuân Thu sau khi len lén tự chỉ một ngón vào người, một ngón vào gã, thì ba ngón còn lại tuần tự được chỉ vào ba hướng hữu biệt. Trong đó có một ngón chỉ về hướng chết bên tả của gã. Gã hiểu và dùng đôi mắt chớp nhẹ kể như là đã thỏa thuận. Gã sẽ lao đi một phía, Quyền Xuân Thu một phía, và đích nhắm vào cả hai chính là một nơi nào đó ở phía chết bên tả của gã. Lúc cả hai toàn hành động thì nhân vật bí ẩn dục cười gian. Quyền Xuân Thu tiểu tử khá thật, rõ thể khám phá nơi ta ẩn thân, xem ra sinh mạng của người đến hôm nay đành phải bị kết liễu thôi. Chính là phía bên tả của gã cô độc chợt xuất hiện một lực đạo lao thật mạnh qua gã, nhắm vào Quyền Xuân Thu. Gã lập tức vẫn nháy mắt với Quyền Xuân Thu, đồng thời gã tự lao tránh về một phía. Quyền Xuân Thu vì hiểu gã vẫn muốn theo thỏa thuận ngấm ngầm thực hiện, nên cũng tự động thân lao về phía còn lại, giúp một tiếng. Vậy là chẳng ai xuất thủ đối đầu với lực đạo kia, trái lại cả hai cùng nhờ thế đã phân khai, vô tình xuất hiện trở lại ở hai bên tả hữu của một nhân vật thần bí, che kín mặt, cũng vừa vặn xuất hiện giữa hai người họ. Gã cô độc cất cao giọng rồi hỏi trước. Tôn giá không dám lộ diện, vì quá hổ thẹn nên không thể để ai nhìn mặt ư? Nhân vật nọ hừ lạnh đáp lại thật là ngạo nghễ. Vì bọn ngươi làm gì đủ tư cách nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục của ta hả? Tiếng hừ vừa phát ra, hữu thủ của nhân vật nọ cũng chớp nhẹ. Quyền Xuân Thu bàng hoàng hô quán lên: các hạ cẩn trọng, có độc. Tiếng của Quyền Xuân Thu kêu làm cho gã cô độc giật mình nhảy lùi, nhưng nhân vật thần bí cũng đã động thân. Chỉ nháy mắt đã tiếp cận với gã, rồi với một tiếng quát đanh gọn độc hại: nằm xuống!
Quyền Xưng Thu động tâm kêu gã đừng chạm vào đối phương với bàn tay như có thoa độc, lùi mau. Nhưng lần này gã lùi không kịp, chấn tình đã hất gã lùi. Nhưng may thay gã vẫn chưa thể để chỗ nào trên thân thể chạm vào bàn tay hữu như có thoa độc của đối phương, theo lời quán để cảnh tỉnh của Quyền Xuân Thu. Nhân vật nọ như cũng biết vậy, vội lao ập vào gã một lần nữa. Và lần này thì Quyền Xuân Thu cũng đã kịp thời ra tay xuất chiêu. Tôn Giá không đủ tự tin vào bản lãnh thật sự của mình, dùng độc để mưu cầu đắc thủ, Tôn Giá chẳng thể trách được tại hạ. Buộc phải xen vào, kể như mất cơ hội hạ thủ, gã cô độc nhân vật nọ hậm hực quay lại diện đối diện với Quyền Xuân Thu. Ngươi đã muốn chết, tại sao ta phải trách ngươi? Cứ cho ngươi tội nguyện là ổn. Hãy đỡ. Chấn kình đẩy Quyền Xuân Thu bức dội, cho thấy đối phương có nội lực thâm hậu hơn. Hậu phát chế nhân, xuất thủ sau dù dội vẫn chiếm ưu thế. Gã cô độc từ phía sau lao vào nhân vật đầy bí ẩn. Có qua có lại, đến lượt ta đây. Nhân vật nọ xoay nửa người, vẫy hai tay gọi gã và Quyền Xuân Thu. Cả hai người nên hiệp lực thì hơn, đừng để ta phí thời gian, bắt đầu đi. Đến cái vẫy tay của đối phương cũng làm cho Quyền Xuân Thu động tâm hô quán. Đối phương bao kính hai tay bằng da thú, hãy đề phòng đối phương dụng độc. Gã cô độc cười lạc, số của tại hạ cứ thế, luôn gặp phải những kẻ chuyên dụng độc. Song thủ của nhân vật nọ chợt xua loạn, ngỡ là phóng độc nhưng kỳ thật lại tạo ra một dòng xoáy cực kỳ quái dị. Xoáy kình này làm cho chưởng lực của gã cô độc đột ngột xoắn tít, rồi bất ngờ lao ập vào chưởng chiêu của Quyền Xuân Thu. Gã thất kinh vội thu kình, công phu thật quái dị. Chỉ còn lại vỏn vẹn một chiêu chưởng của Quyền Xuân Thu, đó là cơ hội cho nhân vật nọ cười đắc ý. Vĩnh biệt tiểu tử nha. Dùng xoáy kình liền cuốn ập vào Quyền Xuân Thu, vừa ung dung quá giải chiêu đối kháng, vừa trực diện đe dọa tính mạng của Quyền Xuân Thu. Quyền Xuân Thu suýt bấn loạn, đành nâng tả thủ dỗ tiếp trợ hữu chưởng một kình hoàn toàn vô lực. Nhìn cung cách đối phó của Quyền Xuân Thu, gã cô độc kinh hoàng lao đến. Các hạ lùi mau để tại hạ. Nhưng gã chưa kịp xuất thủ thì luồng chưởng phong của nhân vật bí ẩn bộc bật lên bất ngờ, thu luôn chiêu chưởng và lao vào Quyền Xuân Thu nói. Trong nhu có cường, trong cường có nhu, thật khó ngờ một tiểu tử như ngươi lại sớm thấu đạt và lĩnh hội đạo lý đó. Ta đã quá xem thường ngươi. Điều đó làm cho gã cô độc bất ngờ, vì thế nên vượt mất cơ hội tấn công đối phương đúng vào thời điểm này. Nhưng Quyền Xuân Thu lại nhờ đó có cơ hội nhảy lùi về phía sau, kịp trấn định bản thân sau một phen ngỡ như nhận phải sự ngộ hiểm. Tôn Giá quá khen, nhưng nhận ra đường lối sở học của tại hạ. Chính tại hạ vì quá xem nhã Tôn Giá nên suýt mất mạng, giờ thì khác rồi, hãy đỡ chiêu của ta. Quyền Xuân Thu vận dụng song chưởng, một tương một nhu, một hữu kình và như vô kình. Gã cô độc cũng nhanh chóng hiệp lực. Phí lời với hạng thục đầu giấu mặt làm gì, tại hạ thật muốn xem đối phương diện mạo méo tròn ra sao. Nhân vật nọ lại khoa loạn song thủ tạo xoáy kình, và lần này cố tình nhắm vào gã cô độc. Người sẽ được nhìn thấy ngay diện mạo của lão Diêm Dương, hãy nạp mạng cho ta. Xoáy kình của đối phương nếu khi này chỉ quái dị một phần thì lần này đúng là đủ 10 phần quái dị. Vì trừ Quyền Xuân Thu không do bị đối phương chọn lựa, gã cô độc chợt lão đảo cuốn hút thật nhanh vào xoáy kình ẩn tàng nhiều nguy hiểm. Gã chấp chới cố lùi để thoát ra, bỗng tả thủ có đeo bao da thú của nhân vật bí ẩn chợt xòe rộng dương thành trảo, chập thật mạnh vào đỉnh đầu của gã, kèm theo tiếng rít lạnh lùng vô tướng. Quyền Xuân Thu nhìn thấy thế cũng lạnh khắp người, lo sợ hộ cho gã và bất ngờ bật quát ầm vang: chiêu thức thật là độc ác, dừng mau. Và bằng một tia chỉ kinh thần tốc, Quyền Xuân Thu vội xạ ngay vào chiêu trảo thập phần độc ác của nhân vật nọ. Tả trảo của nhân vật nọ chợt khựng lại như có điều phân vân,
Nhưng sau đó do chủ nhân cố ý điều động, tả trảo lại tiếp tục chộp vào đỉnh đầu của gã cô độc. Dù biết có một ngọn chỉ kình đang lao vào hầu ngăn chặn tả trảo. Và điều đó liền xảy ra, chỉ kình của Quyền Xuân Thu chạm rõ mạnh vào tả trảo nọ. Thế nhưng chỉ làm cho tả trảo chệch mục tiêu, chứ chưa đủ uy lực để hóa giải toàn bộ của thế trảo đối phương. Có lẽ trảo của đối phương được luyện bằng kim thiết, cho nên không bị chỉ kình gây hại. Bùng! Tiếp liền theo sau đó, ngọn tả trảo dù sượt qua đầu gã cô độc, vẫn vỗ một tiếng đánh rắc vào đầu vai bên hữu của gã. Chỉ nghe bợp một tiếng, gã loạn choạng thối lùi, toàn thân chấn động vì bị tả trảo trực tiếp tác động. Trong khi đó tuy đắc thủ, nhưng nhân vật nọ chợt quay phát về phía Quyền Xuân Thu, bật lên câu nghi vấn không thể tự đáp, nên đành thốt ra nói: "Cửu Dương Chí Tôn chỉ pháp, có phải đó là công phu ngươi vừa vận dụng để cứu nguy cho bằng hữu của ngươi không?" Quyền Xuân Thu cũng có thái độ kỳ quặc, chẳng khác gì nhân vật nọ, đó là hoang mang hỏi ngược lại một loạt nhiều câu nghi vấn. "Còn chiêu của Tôn Giá phải chăng xuất xứ từ Quỷ Âm Trảo Cửu Kinh?" "Tôn Giá là Lạc Ma Tây Vực. Từ Tây Vực Tôn Giá tiến nhập Trung Nguyên để làm gì? Có phải chăng vì muốn tìm kiếm Chí Tôn Cửu Dương Kinh?" Chẳng lẽ Quyền Xuân Thu còn hỏi nữa, nếu như không nghe gã cô độc đột ngột lên tiếng: "Đối phương đã đi rồi, các hạ có hỏi nữa thì cũng vô ích. Một lần nữa, phải nhờ vào các hạ mới toàn mạng. Đa tạ, nhất là đối với chỉ pháp quá ư lợi hại của các hạ." Đến bây giờ Quyền Xuân Thu như mới nhận ra nhân vật nọ đã bỏ đi, và y nghiêng người đột ngột thổ ra một ngụm máu tươi. Gã cô độc kinh nghi: "Các hạ đã bị chưởng thương?" Quyền Xuân Thu tự đưa tay vuốt ngực và đứng thẳng lên: "Không hề, chỉ là quá hao tổn chân lực. Khi vận dụng để sử dụng chỉ pháp, một việc tại hạ không thể không hành động để ứng cứu cho các hạ. Phần các hạ vẫn ổn chứ? Chất độc như thế nào?" Gã tỏ ra lo lắng: "Tại hạ chịu được, giả lại cũng có phòng bị. Nếu các hạ cần tỏa công điều tức để khôi phục chân nguyên." Quyền Xuân Thu chợt nhớ đến lời ước hẹn với Linh Kiếm Môn: "Tại hạ cũng chịu được, giả lại tại hạ có việc khẩn cần phải đi ngay, xin cáo biệt." Gã lập tức ngăn lại: "Một khi công phu chưa phục hồi, một bước đi là một bước lâm nguy. Đây là điều tại hạ dù giỏi đến mấy cũng không bao giờ xuẩn động mạo hiểm." Quyền Xuân Thu phì cười, nhớ lần gã chỉ điểm bảo phải che giấu hành tung, tại hạ cũng không xuẩn động, không mạo hiểm, chỉ do tại hạ đang hoàn toàn bình ổn. "Thật đó, xin tạm biệt." Và để minh chứng bản thân thật sự ổn, Quyền Xuân Thu vì vội nên phi thân lao đi ngay. Gã nhìn theo toan mở miệng kêu, chợt gã nở nụ cười bí hiểm và động thân bỏ đi theo một phương khác. Gã vừa đi khuất xa xa có tiếng một nữ nhân than thở: "Bảo không xuẩn động, nhưng kỳ thật ta chưa thấy ai xuẩn động đến như thế. Ôi chao, đến Thiên Phật Sơn hội diện với Linh Kiếm Môn, nào phải đi du ngoạn, không khéo phen này y lại nguy mất rồi." Sau đó không gian hoàn toàn vắng lặng, sẽ chẳng một ai hay biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây, ngoại trừ những nhân vật đương cuộc và chủ nhân của giọng nói nữ nhân vừa rồi. Quyền Xuân Thu càng lúc càng vội vàng, vì ngài đã hậu tàn, nhưng Thiên Phật Sơn vẫn còn một quãng xa mới đến. Toàn chạy thì với thời gian, Quyền Xuân Thu vừa dấn thêm chân lực, quyết tăng cước trình đến tột độ. Chợt khắp thân rung bắn và Quyền Xuân Thu lảo đảo xích ngã. Vừa gượng lại, Quyền Xuân Thu chợt nghe tiếng cười lạc: "Ngươi là Quyền Xuân Thu?" Vẫn là thứ thanh âm phiêu phướng bất định khiến cho Quyền Xuân Thu rúng động. "Là ai đó?" Thanh âm vang rõ nét của nữ nhân: "Ngươi định đến Thiên Phật Sơn, muộn rồi." Quyền Xuân Thu từ từ trấn định: "Tôn Giá có phải là môn chủ Linh Kiếm Môn? Nếu là vậy, ngày ước hẹn mãi đến nửa đêm mới tàn. Tôn Giá xin chớ vội cho là muộn."
thanh âm vang đến gần hơn. Ngược lại với chút ráng chiều còn sót lại cũng từ từ tan biến. Thật là ngông cuồng và to gan. Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách để đích thân môn chủ của bản môn xuất hiện gặp ngươi? Và ngươi nghĩ ngươi là ai lại dám để cho bản nhân chờ đợi đến tận nửa đêm như ngươi vừa nói? Quyền Xuân Thu thở ra nhẹ nhẹ, cố tạo giọng nói thật là ôn tồn. Tại hạ giữa đường lâm địch, nào phải vì tự phụ hay xem thường đã để cho tôn giá nôn nóng vì chờ đợi. Giả lại sao môn chủ quý môn không đến như đã hứa? Ai đã hứa gì với ngươi? Chẳng phải đệ tam đà chủ chỉ nói với ngươi sẽ có nhân vật bối phận cao hơn đến Thiên Phật Sơn gặp ngươi sao? Ngươi thất hẹn đáng xử trị thế nào đây? Quyền Xuân Thu không thể phủ nhận lời nói đó, vì phụ nhân Linh Kiếm Môn quả thật không có đệ quyết là môn chủ của Linh Kiếm Môn sẽ đích thân hội diện. Nhưng chẳng phải tại hạ và tôn giá đang đối thoại với nhau sao? Thời gian hẹn ước vẫn chưa mãn, mong tôn giá chớ làm khó khăn thêm. Cuối cùng là bóng dáng lờ mờ của một nữ nhân xuất hiện, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng và luôn gây khó dễ. Người đã để bản nhân chờ đợi, vì chỉ còn mỗi một cách là người minh chứng bản thân, vẫn đủ tư cách cùng bản nhân hội diện như đã ấn định. Quyền Xuân Thu tự hiểu điều gì sẽ đến. Tôn giá muốn tại hạ minh chứng thế nào? Hãy chứng tỏ bản lãnh từng khiến cho nhị đà chủ của bổ môn suýt chết vì bạch ngọc quy chân qua kiếm pháp toàn chân của ngươi. Quyền Xuân Thu cười gượng. Kiếm pháp của tại hạ thế nào? Có xuất xứ từ đâu? Thật tiếc, tại hạ đã tự quỷ kiếm vì muốn tỏ ra tôn trọng quý môn tôn giá. Hà tất cứ làm khó dễ tại hạ mãi. Nếu thật chẳng có gì chỉ giáo, tại hạ càng lưu lại càng không tiện, xin cáo từ. Nữ nhân nọ cười dài. Không tiện cho ngươi, nhưng lại tiện cho bản nhân. Ngươi đã bị nội thương, thật tiện cho bổn môn tạm lưu giữ ngươi một thời gian. Hai ngươi muốn bản nhân dùng vũ lực? Quyền Xuân Thu cũng bật cười. Quý môn khi ấn định hội diện quả nhiên không hề có thành tâm. Cũng may tại hạ sớm đã có cảnh giác và quyết không để cho quý môn đắc thủ. Nếu không tin thì cứ thử xem. Quyền Xuân Thu cười như thể nguyên khi vẫn bình ổn, có vẻ như hành vi loạn choạng xuất ngã vừa rồi chỉ là giả vờ. Nhưng nữ nhân vẫn thủy chung không thay đổi chủ ý, bằng cách đột ngột vỗ hai tay vào nhau. Ngươi đừng ngỡ là có thể lừa được bản nhân, cứ chờ đấy. Hư thực thế nào sẽ rõ. Sứ giả của bản môn đâu? Hãy thay bản môn lĩnh giáo một vài cao chiêu của hắn xem. Quyền Xuân Thu biến sắc, vì thính lực bây giờ không còn tin tưởng như trước. Nếu không lẽ nào Quyền Xuân Thu không phát giác đối phương đi đến đây không phải chỉ một mình? Hai bạch y nữ lang bỗng đột nhiên xuất hiện. Và may hay không may đây, khi trong hai nữ lang này không hề có Hứa Đinh Lăng. Một nữ lang tuốt kiếm tiến chậm về phía Quyền Xuân Thu. Các hạ đừng tỏ bài chủ ý và cũng không ít lần cùng bổn môn đối đầu. Giờ đây bản sứ giả xin được chỉ giáo. Không thể để chậm hơn, Quyền Xuân Thu vội tung người lao đi, tẩu di là thường sách. Nhưng thanh âm lạnh lùng của nữ lang đầu lãnh đã vang lên, đồng thời còn thần tốc xuất hiện chặn lối của Quyền Xuân Thu. Trước mặt bản nhân, kể cả khi ngươi chưa mang trọng thương, thế cũng không thể nào thoát khỏi. Tình thế đã bị dây kín tứ bề, Quyền Xuân Thu thất vọng đành lên tiếng cầu may. Tại hạ đã tự quỷ kiếm, theo mệnh lệnh của quý môn từng có. Lẽ nào tại hạ vẫn bị quý môn xem như là một phần tử đối đầu? Nữ nhân kia cười lạc. Đương nhiên theo mệnh lệnh của bản môn, ngươi tự quỷ kiếm có thể hiểu ngươi đã khuất phục. Tuy vậy đối với riêng ngươi, điều bổn môn cần không chỉ có thế thôi. Quyền Xuân Thu liền nghĩ ngay đến những bí ẩn của Trương gia, theo lời của Hứa Đinh Lăng tiết lộ đêm qua. Dám hỏi ở tại hạ còn gì đáng khiến cho quý môn quan tâm xem trọng vậy? Nữ nhân đáp với một nụ cười khinh khỉnh. Người tự hiểu hơn ai hết, đừng có giả vờ.
ngây ngô trước mặt bản nhân. Qua việc ngươi lần đầu tiên xuất hiện đã đến ngay nơi Trương gia từng lưu ngụ, Quyền Xuân Thu nào dám quên lời đã hứa với Hứa Đinh Lăng. Xuất hiện ở Trương gia không chỉ có một mình tại hạ. Tôn giá nói như thế, bất luận ai dù xuất hiện ở đâu cũng không do tình cờ sao? Nữ nhân đột ngột cười khanh khách. Người toàn phủ nhận việc người đến Trương gia là có ý đồ. Đừng giờ vĩnh trước mặt của bản nhân. Cho người hay, Hứa Đinh Lăng đã thố lộ toàn bộ sự việc với bản môn. Người càng giờ vĩnh, càng tìm cách che giấu cho ả là càng khiến cho ả nhận mọi hậu quả nặng nề hơn. Các người chưa biết, hành vi của ả đêm qua đã bị bổn môn phát hiện. Quyền Xuân Thu rúng động. Chỉ suýt chút nữa thì chàng đã bật lên câu hỏi lo lắng cho số phận của Hứa Đinh Lăng. May thay Quyền Xuân Thu kịp nhớ lại, nhận ra trong lời nói của đối phương có mâu thuẫn. Vì nếu Hứa Đinh Lăng đã cung xưng, đã bị phát hiện là có mưu đồ thông đồng trước cùng với Quyền Xuân Thu, thì cớ gì đối phương không yêu sách ngay, bảo với Quyền Xuân Thu phải lập tức nói ra mọi bí ẩn của Trương gia. Chẳng phải Quyền Xuân Thu từng thẳng thắn thừa nhận với Hứa Đinh Lăng là vẫn đang một mình nắm giữ những bí ẩn đó hay sao? Quyền Xuân Thu nhờ đó mơ hồ nhận ra đây chỉ là một cái cạm bẫy. Tôn giá vừa đề cập với Hứa Đinh Lăng. Hứa Đinh Lăng nào vậy? Có phải là nhân vật tại hạ có phận sự phải biết? Nữ nhân như hiểu Quyền Xuân Thu lại nói dối. Hứa Đinh Lăng là hậu nhân duy nhất còn sót lại của trưởng môn phái Cửu Chân. Ngươi ngỡ bản nhân không phát hiện ngươi và ả từng quen biết nhau hay sao? Quyền Xuân Thu điểm nụ cười nhẹ. Quả ra là thế. Cửu Chân phái thì tại hạ có nghe. Và tại hạ còn biết giáo chủ của Cửu Âm giáo hiện nay chính là đại đệ tử thuở nào của trưởng môn Cửu Chân phái. Vậy nếu tôn giá muốn hỏi cặn kẽ hơn về Hứa Đinh Lăng, tại hạ nghĩ tôn giá nên gặp Chu giáo chủ sẽ minh bạch. Nữ nhân động nộ. Người cố tình không nhận ra số phận nào đang chờ đợi ngươi hay sao? Và bản nhân sẽ không dung tha cho bất luận kẻ nào dám hí lộng bản nhân. Nói mau, nơi nào đang cất giấu quyển cổ kinh Chiến Quốc Âm Dương Thuật? Nếu ngươi không nói, chớ trách bản nhân độc ác. Quyền Xuân Thu thầm chấn động. Không hiểu vì sao Linh Kiếm Môn biết đến sự tồn tại của quyển cổ kinh này, trong khi sự thật đó lẽ ra chỉ có mỗi một mình Quyền Xuân Thu là biết rõ. Kể cả Hứa Đinh Lăng hoặc A Di Nàng là Hàng Kim Thoa cũng dị tất mà am hiểu. Không nghe Quyền Xuân Thu đáp, nữ nhân càng thập phận động nộ. Đêm qua Hứa Đinh Lăng đã gặp ngươi và ả đã dặn ngươi giữ kín mọi chuyện có liên quan đến cổ kinh, chỉ để một mình ả biết. Có đúng như bản nhân nói hay không? Quyền Xuân Thu lúc này dở lẽ. Vậy là Hứa Đinh Lăng vì một sơ hở nào đó chỉ tạo ra nghi ngờ cho Linh Kiếm Môn. Và nàng sẽ không việc gì nếu ngay lúc này Quyền Xuân Thu cứ khăng khăng phủ nhận mọi liên quan với nàng. Đừng để cho đối phương dụng đủ mưu mẹo hầu tìm mọi cơ hội định tội Hứa Đinh Lăng. Thái độ lặng thinh không đáp lời của Quyền Xuân Thu cuối cùng đã làm cho đối phương hết nhẫn nại. Đối phương chợt lao đến và động thủ. Thử xem lúc sinh mạng bị uy hiếp, liệu ngươi có còn gì á mà chấp nhận liều mạng gì á không? Hãy đỡ. Ào. Đó là diễn biến tất yếu phải đến. Quyền Xuân Thu vì biết và vì đã có chuẩn bị trước, liền lập tức dốc toàn lực phát chiêu chống trả. Ầm. Và ngay khi tiếng chấn kình còn vang dội, Quyền Xuân Thu lập tức thi triển khinh công đào tẩu. Chợt có ánh kiếm loang loáng xuất hiện ngay trước mặt của Quyền Xuân Thu. Người chạy đâu cho thoát, một khi đã có bổn sứ giả chờ sẵn ở đây. Ào. Cũng dự liệu sẽ có một bạch y nữ lang đón đầu, Quyền Xuân Thu gầm vang. Chớ miễn cưỡng tại hạ phải ra tài hạ sát thủ, hãy lùi mau. Và Quyền Xuân Thu công tay búng ra một tia chỉ phong thập phần lợi hại. Bạch y nữ lang đang tung kiếm chặn lối, vì cảm nhận tia chỉ kình quá ư lợi hại nên đành thu chiêu nhảy lùi. Quyền Xuân Thu nhờ đó mà rộng đường đào vong.
nhưng vẫn còn nữ lang thứ hai. Nữ lang này lập tức ném loạn vài ngọn ám khí vào Quyền Xuân Thu, muốn bỏ chạy hãy lưu mạng lại. Quyền Xuân Thu chỉ biết kêu thầm vì đành để ám khí mặc tình phát xạ, thay vì dừng lại lo đối phó càng khiến mau mất mạng hơn. Phập một tiếng, đã có một mũi ám khí cắm vào người của Quyền Xuân Thu. Lập tức Quyền Xuân Thu lảo đảo, cuối cùng cước trình cũng bị chậm, và sinh mạng của Quyền Xuân Thu vẫn bị đe dọa nghiêm trọng. Nữ lang nọ ở phía sau lao ập vào Quyền Xuân Thu, hãy mau ngoan ngoãn nằm xuống nào. Hai bên tả hữu thì có hai bạch y nữ lang sứ giả Linh Kiếm Môn khua kiếm hạ tối hậu chiêu. Còn chạy được nữa hay sao? Đỡ kiếm của ta. Chân Nguyên không còn sung mãn, bản thân lại bị một mũi ám khí cắm sâu vào. Quyền Xuân Thu trước hiểm cảnh này chỉ còn biết nhắm mắt phó mặc cho vận mạng, cho số phận. Nhưng kiếm và chưởng lực của những nhân vật Linh Kiếm Môn ngay trước khi chạm vào Quyền Xuân Thu không hiểu sao bỗng phát ra một loạt chấn kình dữ dội. Âm âm. Tiếng chấn kình làm cho Quyền Xuân Thu kinh hoàng. Ngỡ phen này bản thân không chỉ mất mạng mà còn bị vỡ dụng thi thể thành trăm nghìn mảnh. Nào ngờ Quyền Xuân Thu vẫn nguyên vẹn, chỉ bị loạt dư kình nào đó đẩy ngã chúi dụi qua một bên. Riêng những nhân vật của Linh Kiếm Môn thì bất ngờ bị ngã vật về phía hậu. Sau đó tất cả đều nằm yên, không một dấu hiệu nhỏ nào cho thấy họ khi nãy còn sống và rất hung hăng xích lấy mạng của Quyền Xuân Thu. Quá bàng hoàng trước một kết thúc ngoài ý nghĩ này, thoạt tiên Quyền Xuân Thu ngay khi ổn định cước bộ liền đưa mắt nhìn quanh, chẳng có bất kỳ nhân vật nào xuất hiện thêm. Ngoài một mình Quyền Xuân Thu còn sống giữa ba thi thể vừa chết. Không thể tin họ tự sát hại lẫn nhau và cùng thảm tử. Quyền Xuân Thu bấm bụng lên tiếng gọi quanh, thoạt đầu nhỏ sau đó to dần. Cao nhân nào vừa xuất hiện cứu mạng tại hạ, xin hãy hiện thân cho tại hạ có lời đa tạ. Tại hạ Quyền Xuân Thu, tôn giá đã ra tay ứng cứu. Nếu không tiện lộ diện, xin hãy lưu danh cho tại hạ mãi mãi khắc ghi đại ân. Thủy chung vẫn không có một lời hồi đáp, đến một dấu hiệu nhỏ cho thấy vẫn có người ẩn hiện quanh đây cũng không thấy. Quyền Xuân Thu thở dài toan bỏ đi, chợt từ xa xa có tiếng gọi đầy vẻ quan tâm. Quyền Xuân Thu, người đang ở đâu? Quyền Xuân Thu. Nghi Phượng, sao nàng biết ta ở đây để tìm? Nàng luôn có hành tung kỳ dị, lại có thân phận lai lịch mơ hồ, nhưng lời của lão Kha Ngạc Thành từng tiết lộ. Lẽ nào mọi việc là do nàng gây ra, và vì để tiếp tục lừa dối ta? Nàng giờ tìm kiếm như thể nàng chẳng hề nhúng tay vào. Tiếng của Nghi Phượng gọi càng lúc càng gần, và dù âm sắc của nàng càng lúc càng tỏ ra lo lắng, Quyền Xuân Thu vẫn nghi là nàng đang giả vờ. Vì thế cho nên Quyền Xuân Thu quyết định không đáp, và chỉ cần nàng có thể tìm thấy y ở đây, Quyền Xuân Thu hiểu tất cả là do nàng sắp đặt. Quyền Xuân Thu, sao ngươi không lên tiếng, dù rõ ràng thế nào ngươi cũng nghe ta gọi. Và với ánh mắt nhìn dò xét của Quyền Xuân Thu, nàng giả vờ cứ y như thật. Đó là nàng dãy nảy kêu lên thất thanh khi phát hiện ba thi thể của ba nhân vật Linh Kiếm Môn. Ôi chao, là ngươi hạ thủ họ sao? Thảo nào ta lẫn quẩn quanh Thiên Phật Sơn, chờ ngươi không thấy, quá ra ngươi chạm trán họ ở đây. Và vì mãi lo đối phó nên chưa kịp đến Thiên Phật Sơn. Kêu xong, nàng mới nhận ra thái độ im lặng một cách lạ lùng của Quyền Xuân Thu. Nàng lo lắng, tiến đến gần rồi nói. Ngươi sao vậy? Hai ngươi bị nội thương rồi. Ồ, ở dài của người có huyết tích kìa. Người bị ám khí của Linh Kiếm Môn gây tổn hại ư? Để ta xem nào. Nàng toan chạm vào xem qua thương thế cho Quyền Xuân Thu. Chợt nghe Quyền Xuân Thu hắn giọng hỏi nàng. Cô nương sao cứ muốn lừa dối tại hạ vậy? Nàng giật mình lùi lại. Ta lừa dối ngươi khi nào? Như không chờ nghe đáp, nàng giãy nảy kêu lên. Và theo Quyền Xuân Thu nhận định thì nàng vẫn cứ đang giả vờ. Sao ngươi lại nói như thế? Ta mà lừa dối ngươi hay sao? Cha ôi, ta thì quan tâm lo lắng cho ngươi, càng không thấy ngươi đến Thiên Phật Sơn,
ta càng lo lắng. Đến nỗi vừa hay tin ngươi có thể bị nguy hiểm đến sinh mạng, ta đã lập tức ba chân bốn cẳng chạy nháo nhào tìm ngươi. Để không tìm thấy, chỉ nghe ngươi đề quyết một câu là ta lừa dối ngươi. Tại sao vậy chứ? Sao ngươi nhẫn tâm đối xử và nghi ngờ ta như thế? Hãy giải thích minh bạch xem nào. Quyền Xuân Thu cười nhẹ. Cô nương bảo đã hay tin tại hạ có thể bị lâm nguy. Có thật như thế chăng? Nàng giận dỗi dẫm chân thình thịch. Nếu ta bịa chuyện dối gạt ngươi, hãy cứ để cho bị trời tru đất diệt. Đây, ngươi nhìn xem, trên mảnh khăn hồng này hãy còn tự dạng rành rành đây này. Ngươi cứ xem qua thì biết. Quyền Xuân Thu chưa kịp nhận thì nàng đã nhét ngay vuông lụa có màu sáng vào tay của chàng. Bất đắc dĩ Quyền Xuân Thu phải mở vuông lụa ra xem, nhưng đành bất lực gượng cười. Khăn tay của cô nương tại hạ xem làm gì? Giá lại trời tối như thế này, dù có tự dạng tại hạ cũng không thể nhìn thấy. Nàng thở phì giận dữ nói: ta không quen dùng những khăn tay màu hồng, dĩ nhiên chủ nhân của nó không phải là ta. Giả lại ta nghĩ chỉ cần nhìn thấy khăn này, ngươi thừa biết chủ sở hữu của nó là ai. Vậy thì cứ xem qua tự dạng sẽ rõ nguyên nhân. Nguyên nhân nào mà ta có khăn tay này, và vì sao ta biết chuyện ngươi có thể gặp nguy hiểm? Trừ phi ngươi cố tình không đọc, để dễ dàng đề quyết ta đã lừa ngươi. Chứ một lực như ngươi lẽ nào không đủ tinh tường để nhìn tự dạng kia chứ? Chính là ngươi đang lừa dối ta. Thì có. Quyền Xuân Thu bắt đầu bực mình. Tại sao tại hạ phải nhận ra chủ nhân của chiếc khăn tay này chứ? Thông thường chỉ có nữ nhân mới hay mang theo khăn tay. Rất tiếc cho đến tận lúc này, tại hạ hầu như chưa có nữ bằng hữu nào cả. Nàng cũng tỏ ra bực mình không kém. Người có muốn nói dối cũng không được, vì ở đây bút tích đã ghi rõ Quyền Xuân Thu là ngươi có thể sắp lâm họa sát thân. Nói đi, dĩ nhiên chủ sở hữu của chiếc khăn sực nứt mùi thơm này không phải là nữ nhân. Nàng ta nếu không là bằng hữu, sao biết rõ tính danh của ngươi là Quyền Xuân Thu? Tại sao chứ? Quyền Xuân Thu bất chợt nghĩ đến Hứa Đình Lăng. Giả lại Nghi Phượng thì cứ mãi đề quyết nàng không hề nói dối. Vậy thì để dễ dàng minh bạch hư thật, Quyền Xuân Thu nghĩ chỉ còn mỗi một cách. Cô nương có mang theo quả tập bên người không? Nàng khinh khỉnh nói, chỉ cần nhìn qua là đọc hết các tự dạng, có vẻ dời làm chi phải dùng đến quả tập chứ. Quyền Xuân Thu đành thở dài thố lộ, tại hạ bị tổn hao nguyên khí trầm trọng, nếu không có quả tập tại hạ đành chịu khó. Khó có thể biết trên khăn tay có những tự dạng gì. Nàng dù hồ nghi vẫn dùng vàng trao quả tập ra và nói: người chỉ muốn nhìn rõ tự dạng thân thương của ý trung nhân chứ gì, thì đây cầm lấy. Quyền Xuân Thu không buồn giải thích, vì điều hệ trọng nhất đối với Quyền Xuân Thu lúc này là cần phải minh bạch liệu Nghi Phượng có nói dối hay không. Nhưng khi bật quả tập lên đọc qua vài hàng ít ỏi, chẳng có ai thử danh với nội dung đúng như là Nghi Phượng vừa nói. Quyền Xuân Thu ngỡ ngàng nhìn nàng, cô nương ác vẫn luôn mang theo khăn tay. Nàng xa sầm nét mặt trao tiếp cho y một mảnh khăn tay khác. Ta luôn thích màu xanh thiên thanh, kể cả mùi hương quen dùng cũng khác. Ngươi nghĩ ta mặt dày mặt dạn đến nỗi bịa ra chuyện bằng chứng này, phải cất công đánh cắp mảnh khăn tay là vật hầu như chẳng có chút giá trị nào hay sao? Người đừng quá xem thường ta như vậy chứ. Trong tay của Quyền Xuân Thu lúc này có hai mảnh khăn, đều mềm mại và tẩm mùi hương quen dùng, rõ ràng là của hai nữ nhân khác biệt. Và điều đó làm cho Quyền Xuân Thu hoang mang, dù không tin những cảm giác ấy. Thấy việc mà Nghi Phượng phải bỏ công đánh cắp hoặc ngụy tạo một vật chứng giả cũng là điều không thể nào. Vì thế cho nên Quyền Xuân Thu đành thật tâm hỏi nàng: có thật cô nương chỉ vừa mới đến đây vì lo lắng muốn tìm kiếm tại hạ? Nàng bảo: ta rất hay nói dối, ngươi hỏi cũng như không.
Hỏi như thế không sợ ta lại dùng lời dối trá lừa ngươi hay sao? Quyền Xuân Thu biết nàng đang nói dối. Tại hạ chỉ mong cô nương đáp thật, vì vừa có người giúp tại hạ đã tử những nhân vật này. Nàng giật mình dõi nhìn Y Lâm Lâm, không phải là ngươi ra tay sao? Y lắc đầu, tại hạ suýt mất mạng thì có, còn sức lực đâu nữa mà hạ thủ một lúc những ba mạng người. Nàng chuyển một quan qua nhìn ba thi thể. Và vì ngươi nghi là ta ra tay nên mới hỏi ta mới đến đây hay đã đến lâu rồi? Y đành gật đầu và nói, tại hạ không có bằng hữu, dĩ nhiên là phải nghĩ là do cô nương hạ thủ. Nàng biểu môi, nếu là ta tội gì ta không nhận để ngươi mãi mãi ghi nợ ân tình. Chớ nói nhảm, giả lại một mình ta dĩ tất đủ bản lãnh gây ra chuyện kinh thiên động địa này. Y lại hoang mang, vậy thì ai chứ? Cớ sao lại giúp cho tại hạ mà lại cố tình giấu mặt? Và y chợt tiến lại gần ba thi thể với ngọn quả tập vẫn còn cháy leo lét ở trên tay. Nàng bước theo sau của y. Người mong qua tử trạng sẽ minh bạch người hạ thủ. Y gật đầu nhớ đến Khương Lập Sơn. Trước kia có một nhân vật từng điểm chỉ cho tại hạ cách thức này. Chỉ ngại tại hạ kiến văn không đủ tinh tường, khó có thể nhận biết hết mọi dấu hiệu riêng của từng công phu. Nhưng nói xong thì chính Quyền Xuân Thu lại kêu lên, phi chỉ Lưu Ngân. Nghi Phượng cũng giật mình theo, sao nào? Phi chỉ Lưu Ngân vốn là công phu từ lâu đã tuyệt tích, sao ngươi thoạt nhìn đã nhận ra ngay công phu này? Quyền Xuân Thu vì muốn giữ kín lai lịch nên không thể cho Nghi Phượng biết công phu đó từng nhiều lần xuất hiện cách đây 5 năm và được nhiều người ngộ nhận là phi chỉ Lưu Tam Ngắn. Cô nương có nhìn thấy một vệt mờ mờ ẩn hiện ở ngay ở dưới lớp da, ở ngay huyệt hầu lộ của hai bạch y nữ lang? Đấy chính là công phu phi chỉ Lưu Ngân đã được người sử dụng luyện đến thập thành. Nàng bàng hoàng nói, nếu thật do công phu này hạ thủ, lẽ nào truyền lão quái năm xưa cho đến giờ này vẫn còn hậu nhân? Quyền Xuân Thu liếc nhìn nàng, sau đó mới chậm chậm tiến lên thi thể sau cùng là của nữ nhân đầu lãnh có bối phận cao hơn những phụ nhân Linh Kiếm Môn. Cô nương cũng biết công phu đó có xuất xứ từ truyền gia. Nàng thở dài giả lo ngại nói, kỳ thật bất luận ai hãy có xuất xứ sư thừa, giàu hàng danh gia đại phái, đều am hiểu công phu hữu danh nào thuộc về nhân vật nào. Dĩ nhiên ta không phủ nhận, sư phụ của ta cũng là bậc cao nhân ẩn danh. Tuy có điều gì chưa tiện tiết lộ nên ta chưa thể tỏ bài cho ngươi biết, thế thôi.